nhiều xanh về, trân quý lắm đó. Dạ. Dương hậu, hôm nay Dương thượng triệu kiến Tần Dương Tôn, nói muốn gặp chính nhi. Ai ngờ Dương mẫu đụng phải cung nữ dân gia liệu, đứa trẻ không may rơi xuống hồ. Đáng tiếc thật. Không phải đâu Dương hậu, đứa trẻ đó rơi vào trong hố lại không hề chết đuối. Dương hậu, người không nhìn thấy, tả lóc nhỏ như vậy lại không hề chịu xuống đi. Mọi người đều chạy qua đó, mọi người đều nói đứa trẻ này đại nạn không chết, tất có thiên thần độ mạng. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm gì kiểu gì vậy? Dương hậu, Lục Châu có tội, con cũng lui xuống đi. Dương hậu, không biết bọn chúng rốt cuộc dùng yêu phép gì mà sinh ra loạn tử như vậy. Có cần Lục Châu lại? Bọn chúng sớm đã phòng bị. Cầu miễn lại. Một lần nữa cũng rơi vào bẫy. Cầu miễn làm lại. Đợi ông anh ơi. Cái gì lại? Thêm một lần nữa cũng rơi vào bẫy thôi. Đứa trẻ này mệnh không nên tuyệt, không xứng làm lỡ đại sự. Bỏ đi. Tiếp sau đây ta muốn tổ chức một yến tiệc cực lớn cho dân công tử Dận, chúc mừng một bữa thật long trọng. Lần này Lục Châu, đừng khiến ta thất vọng nữa. Chuẩn bị cho tốt đi. Dạ.